Đây là mặt ảnh thứ 27, tức là mặt trước của khung ảnh thứ 14. Từ tháng 2 năm 1948 đến tháng 8 năm 1968, sự gia tăng của quá trình chỉnh sửa tư tưởng tại JTK. Như chúng ta đã xem trong các tập trước về việc các bức ảnh bị tẩy xóa, có bức bị xóa vài ba lần, thì đến tập 27 này lại nói tiếp về việc tẩy xóa ảnh như vậy trong các bức ảnh khác, nhưng là đề cập về điều kiện nếu muốn dùng thì phải tẩy xóa như thế nào. Và còn hơn thế nữa, nơi kiểm duyệt nhà nghề với con mắt sắc sảo và cảnh giác luôn để mắt đến những chi tiết rất nhỏ chỉ thoáng qua trong chớp mắt để quyết định có cần tẩy xóa hay không, hay là để cấm hẳn và để lập báo cáo gửi lên cấp trên. Cắt bỏ là một trong những cách dễ nhất để điều chỉnh hình ảnh nếu bố cục của bức ảnh cho phép. Một ví dụ là một bức ảnh từ ngôi nhà đội thiếu niên tiền phong Karelin, ngôi nhà đầu tiên ở Praha. Đi kèm với phim bản trong kho lưu trữ có một hướng dẫn nói rằng tấm ảnh chỉ được phép công bố nếu như đã cắt bỏ phần các bức chân dung của Godvan, Lenin và Stalin treo trên tường nhà. Điều đáng chú ý là ngày ra đời của quy định này là ngày 1 tháng 3 năm 1954, khi cái gọi là sùng bái cá nhân vẫn chưa bị bác bỏ bởi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev sau đó 2 năm. Cả Godvan và Stalin đều chết vào tháng 3 năm 1953. Ảnh của JTK Rostislav Novak Praha ngày 12 tháng 11 năm 1950. Dòng chữ tiếng Séc viết Povolenu Ien Sơ Vizezem có nghĩa là được phép chỉ với cắt bỏ. Chữ Vizezem viết máy nghĩa là cắt bỏ. Số ký hiệu 86.134-15, ký nháy KR. Ngày viết 1 tháng 3 năm 1954. Ngoài ra ta thấy dòng chữ nổi tiếng học học nữa học mãi cũng bị cắt bỏ. Chủ tịch Cộng sản đầu tiên Clement Godvan thích uống bia. Điều đó không có gì là lạ đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản. Mặc dù vậy, không cần thiết phải tiết lộ bí mật này. Vì vậy, các hình ảnh như vậy đã được loại bỏ nếu có thể. Trong trường hợp này, việc xóa cốc bia của chủ tịch Godvan và thời điểm đó rất dễ dàng, bởi vì việc cắt bỏ là một trong những cách kiểm duyệt đơn giản nhất. Ảnh của JTK IEG Rubelich Praha ngày 2 tháng 6 năm 1946. Trong ảnh gốc có vẽ các đường giới hạn để cắt bức ảnh khi cần công bố ảnh. Sự can thiệp của kiểm duyệt và tòa soạn của dịch vụ ảnh JTK ở Praha 14 tháng 6 năm 1954. Ban biên tập ảnh của dịch vụ ảnh JTK muốn gửi một bức ảnh khai mạc thị trường triển lãm động vật giống ở Praha để đăng trên báo hàng ngày rằng đồng chí chủ tịch nước Cộng hòa và các quan chức chính phủ khác đều có mặt, nhưng không thể xuất bản bức ảnh này do hình ảnh một con bò phía trên khán đài. Con vật xuất hiện ở vị trí liền kề khó chịu với chủ tịch ở bên dưới nó đã bị xóa khỏi bức ảnh. Ảnh của JTK Franciszek Kosian Praha ngày 2 tháng 5 năm 1954. Trong một bức ảnh chụp trẻ em với một cuốn album chơi tem, con mắt cực kỳ tỉnh táo của người kiểm duyệt đã phát hiện ra rằng những con tem phát hành ở London có ảnh chân dung của ba vị lão thành cách mạng tiểu khắc là Masaryk, Benes, Stefanik và những người khác. Trong một báo cáo về sự can thiệp của Mỹ, ông ta không chỉ yêu cầu sửa lại các con tem mà còn mô tả trường hợp này là một nỗ lực trực tiếp để xuất bản một bức ảnh thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Theo một ghi chú viết tay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rudolf Barak thậm chí còn đích thân thông báo
cho Thủ tướng William Sirocki về trường hợp này. Ảnh của CTK Rostislav Novak Praha ngày 2 tháng 3 năm 1954. Từ trái sang lần lượt là các vị Tomasz Garrigou Masaryk, tổng thống đầu tiên của Tiểu Khắc, Edward Bennett, tổng thống thứ hai của Tiểu Khắc, Milan Rastislav Stefanik, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tiểu Khắc, được coi là những người sáng lập ra Tiểu Khắc, nhưng về sau này đã bị liên can trong một nỗ lực trực tiếp để xuất bản một bức ảnh thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, như chúng ta vừa mới xem xong.